morning mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên lại làm vlog mới. Thì hôm nay Tiên sẽ làm một ngày cuối tuần của Tiên như thế nào, có relax, cũng có công việc. Cho nên là bây giờ mọi người hãy follow Tiên nha. Đầu tiên thì Tiên sẽ chắc là đi dạy và tập yoga một chút xíu. Sau đó thì Tiên sẽ skincare. Và ok, let's go. À quên mất, trong video này thì Tiên sẽ đề cập đến luôn những cái sản phẩm mà Tiên đang rất là yêu thích, cũng như là kèm theo những cái ưu đãi khi mua hàng cho cả nhà nữa, cho nên là mọi người chú ý nha. Tiên sẽ để link ở các sản phẩm của Dark Sale bên dưới để mọi người tham khảo thêm. Ở khi mua hàng tại video này thì mọi người sẽ nhận được những cái ưu đãi hấp dẫn độc quyền chỉ có trên kênh của Tiên thôi nha mọi người. Trên title thì các bạn cũng biết là hôm nay Tiên sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà Tiên rất là yêu thích của DHC. Và đây là một cái nhãn hàng đến từ Nhật Bản, 100% đến từ Nhật Bản. Và hôm nay Tiên sẽ chỉ cho các bạn một cách rất là hiệu quả để chăm sóc da từ bên trong ra bên ngoài. Bây giờ Tiên sẽ đi đánh răng rửa mặt và Tiên sẽ tập chút xíu nha. Mọi người thì Tiên vừa mới gội đầu xong rồi và bây giờ Tiên sẽ tới bước skincare để chuẩn bị đi ra ngoài. Thì hôm nay Tiên có một cuộc họp buổi sáng đối với Her Story cũng như là brand mới của Tiên là No Control. Thì bây giờ Tiên sẽ dưỡng da trước nha. Thì dạo gần đây rất là nhiều các bạn hỏi Tiên là Tiên có sử dụng cái serum nào khác không. Thì dạo gần đây rất là nhiều các bạn có hỏi Tiên là làm sao để có một làn da trẻ hóa, mà có nghĩa là làm sao để ngăn ngừa lão hóa trong khi mình mới tầm hai mấy tuổi thôi. Thì dạo này Tiên hay sử dụng cái sản phẩm này Tiên rất là yêu thích của DHC, đó chính là tinh chất chống lão hóa. Đây, sản phẩm này đây mọi người, Super Collagen 98 của DHC nha. Chỉ uống collagen thôi là da mình đã đẹp rồi, nhưng mà không phải nha. Mình đều phải uống collagen và sử dụng collagen ở ngoài da nữa, thì lúc đó chúng ta mới có được một làn da trẻ hóa. Vì Tiên có nói với mọi người là vì Tiên chỉ mới 23 tuổi thôi, cho nên là việc sử dụng cung cấp collagen để cho ngăn ngừa lão hóa là một cái việc nào đó rất là quan trọng đối với Tiên. Tại vì sau này khi mình 30-40 thì da của mình nó sẽ nhìn nó không có được đẹp, cho nên là ngăn ngừa từ bây giờ thì sau này nó sẽ ok hơn. Thì đối với cái sản phẩm 98 Super Collagen này là nó có những cái hạt peptide siêu nhỏ, thì nó sẽ rất là dễ thẩm thấu và thấm sâu bên trong tất cả các tế bào bên trong da. Và cái serum này thì có cái độ thẩm thấu rất là tốt, nó không bị rít khi mà apply lên mặt. Bây giờ Tiên sẽ apply lên mặt cho mọi người xem. Nó thẩm thấu tốt nè, cung cấp độ ẩm nhất định. Nó giống như là nước vậy mọi người, mùi hương cũng rất là dễ chịu luôn. Thường thì serum Tiên sẽ giữ tầm 5 đến 10 giây để serum nóng lên và thẩm thấu tốt hơn nha mọi người. Rồi, sử dụng serum xong rồi nha. Đây là một loại ok, Tiên nói chung là Tiên highly recommend cái serum này. Bây giờ thì Tiên sẽ apply kem dưỡng, cũng như là đợi 5 phút nữa thì Tiên sẽ thoa kem chống nắng và make up để chuẩn bị ngày mới nha. Let's go. Ok, thì Tiên đã make up và thay đồ xong rồi. Bây giờ thì Tiên đang xuống ăn sáng. Hôm nay thì Tiên sẽ ăn mì gói. Mì gói mọi người. Mời mọi người cùng ăn với Tiên. Thì thường thường mỗi buổi sáng thì Tiên hay sử dụng rất là nhiều các vitamin để nạp năng lượng cho mỗi ngày làm việc cũng như là ngày bình thường đi chơi. Tiên cũng nạp rất là nhiều vitamin vì đèn nên đẹp từ trong ra ngoài mọi người. Thì hai cái mà vitamin Tiên đang sử dụng hiện tại đây gần đây nhiều nhất đó chính là cái vitamin này của DHC. Đây là cái vitamin C, cũng như là cái này không phải vitamin, cái này là vitamin C nè. Cái này là viên uống rau củ nha mọi người. Ok, thì đầu tiên đối với vitamin C thì là một cái sản phẩm rất rất là nổi tiếng của DHC rồi. Đây là một sản phẩm sẽ giúp cho chống oxy hóa nè, tăng cường sức đề kháng cho mọi người trong mùa dịch Covid nè, cũng như là giúp da của bạn trắng sáng và đều màu hơn. Thì ai mà hay có những cái hoạt động ở ngoài trời giống như Tiên với những cái bộ photoshoot với Her Story á, thì sử dụng những cái sản phẩm này sẽ giúp da Tiên không có bị sạm đi. Mọi người nhớ là sử dụng vitamin nhưng mà vẫn phải sử dụng kem chống nắng mọi nha. À, khi các bạn uống thì các bạn nhớ là phải uống từ 2 lít đến 2 lít rưỡi nước mỗi ngày để cho nó hòa tan cái vitamin C này và giúp hấp thụ trong cơ thể các bạn tốt hơn rất là nhiều. Nhiều người có nói Tiên là uống vitamin mỗi ngày không có tốt,
tại vì nó sẽ làm cơ thể bạn nóng, nhưng mà cái này cũng không có phải đâu. Mọi người nên nhớ là uống đầy đủ nước, cái khoảng từ 2 đến 2 lít rưỡi nước là rất là ok rồi. Và nếu mọi người nào mà sợ thì hãy uống viên rau củ này. Đây là một viên rau củ mà Tiên thật sự nói là thần thánh, các anh chị ở công ty của Tiên cũng uống cái này rất rất là nhiều. Đây là một loại viên rau củ đến từ 32 loại rau củ khác nhau của DHC nè mọi người, giúp cho chống táo bón cũng như là cung cấp cái lượng rau nhất định. Khi các bạn nào mà không ăn rau nhiều thì đây là một sản phẩm rất rất là cần thiết cho mọi người luôn. Thì trong này á là nó có chứa tới 1000 tỷ lợi khuẩn, 32 loại rau củ nè. Đồng thời là nó giúp cho tiêu hóa của bạn rất là tốt luôn, và chống táo bón như hồi nãy Tiên có nói nữa. Nhờ đó mà uống cái viên rau củ này á, người các bạn cảm thấy sẽ mát hơn á mọi người. Và cho những cái bạn nào mà mặt da mặt khá là nhiều mụn thì uống cái loại này nó sẽ thanh lọc và nó giúp cho da của các bạn tốt hơn rất là nhiều. Thì ngoài hai cái viên này của DHC ra thì Tiên không có nạp thêm cái vitamin nào khác cả, tại vì hai cái viên này là đều đủ rồi với cái lượng uống của Tiên. Và Tiên cảm thấy như là gần một tháng vừa qua Tiên sử dụng thì Tiên cảm thấy là da mình cũng như là sức đề kháng của mình tốt hơn hẳn, cho nên là Tiên rất là recommend các bạn sử dụng. Ok mọi người, bây giờ thì Tiên sẽ uống nha. Giờ Tiên sẽ uống 2 viên rau củ và 1 viên vitamin C. Các bạn hãy nhớ uống nhiều nước nha, 2 tới 2 lít rưỡi. Ok mọi người, bây giờ thì Tiên sẽ đi học và hẹn gặp mọi người ở cà phê nha. Ok thì Tiên đã tới Starbucks ngay gần một tiên rồi. Tiên đã ăn xin mời Lam là designer của Hoi và học trong tháng này, và sau đó thì Tiên sẽ đi chợ và chọn bãi. Ok thì Tiên đã học xong với Brand rồi, bây giờ Tiên sẽ về và ăn cơm rồi. Anh em, sao cười dữ vậy? Ok, thì Tiên đã tới chỗ anh Thành rồi mọi người. Bây giờ sẽ đi lựa vải cùng với chị designer. Nó hủi hủi ra. Ok thì Tiên vừa mới đi chợ mua xem vải xong rồi. Bây giờ Tiên đang ở cà phê để làm tiếp cho brand streetwear của Tiên. Ok mọi người, thì Tiên đã vừa mới đi làm về cũng như là vừa mới ăn cơm với gia đình xong, thì bây giờ Tiên sẽ skin care, Tiên sẽ remove cái lớp make up này. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Tiên sử dụng là sản phẩm này của DHC. Đây là cái deep cleansing oil. Dầu tẩy trang rất là lợi hại, tẩy sạch được lớp make up, mascara cũng như là lớp son của mọi người luôn. Thì hay thay đổi giữa dầu tẩy trang sáp, dầu, nhưng mà đây là một trong những dầu tẩy trang dầu hiện nay mà Tiên sử dụng rất là nhiều. Massage để cho cái dung dịch này đó bắt đầu nó nhũ hóa nha. Thì ai không hiểu nhũ hóa ở đây là gì, nhũ hóa ở đây có nghĩa là khi mà các bạn massage trên mặt, sau đó các bạn lấy một lượng nhỏ của nước và các bạn massage, thì sau đó thì dầu này sẽ trở thành dạng sữa. Và cái này thì sẽ giúp những cái dầu thừa của cái oil này nó sẽ không bị đọng lại trên da. Thì dầu tẩy trang này có chứa số 100% là dầu olive Andalusia từ Tây Ban Nha nha mọi người. Và đây là một cái sản phẩm gọi là best seller của DHC luôn. Cứ 10 giây là có một sản phẩm được bán ra, cho nên là đây là một sản phẩm rất là lành tính và Tiên rất là tin tưởng. Bây giờ thì Tiên sẽ bỏ chung xíu nước và sẽ làm cho cái này nó ra thành một cái, sẽ làm nó nhũ hóa nè, mọi người sẽ thấy nha. Đó. Nó sẽ ra màu trắng mọi người. Tẩy sạch cái dầu thừa ở trên mặt. Đó, các bạn nửa lại là hoàn thành bước cleansing rồi. À, với lại có một cái Tiên quên nói nữa là cái dầu tẩy trang này nó không có bị buông cái keo nối mi, cho nên là nếu mà bạn nào nối mi thì cứ massage cái vùng mắt bình thường nha, không có sao hết.
Ok, bây giờ thì Tiên đã rửa mặt xong rồi, mình sẽ đến bước serum. Thì cái serum sáng ngày hôm nay Tiên có sử dụng là của DHC luôn đó mọi người, là cái 98 collagen. Thì đối với collagen này á, thì nó sở hữu một cái thành phần gọi là dipeptide 98, là một cái thành phần độc quyền của DHC, với độ đậm đặc hơn 98 lần so với các loại serum bình thường. Và đối với cái độ thẩm thấu như vậy á, thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong dung bì luôn, và giúp hàn gắn những cái sợi collagen bị đứt gãy trong tế bào của các bạn, và nó ngăn ngừa cái tình trạng mà nó cải thiện cái tình trạng mà thiếu hụt collagen, cũng như là tăng cường thêm collagen cho da mặt của các bạn, và đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa nữa nha mọi người. Thì đối với tuổi của Tiên mới có 23 tuổi thôi, nhưng mà Tiên nghĩ là đây là một cái độ tuổi khá là ok để sử dụng những cái sản phẩm ngăn ngừa lão hóa rồi, vì Tiên nghĩ trên 20 tuổi á, là ok sử dụng chống lão hóa là cực kỳ phù hợp với những cái làn da của các bạn. Các bạn cứ thoải mái á, giống sáng nay Tiên có sử dụng rồi đó, nhớ là giữ trên da tầm vài giây để nó thẩm thấu tốt nha. Ok, vậy là video ngày hôm nay, một cái vlog đồng hành cùng DHC và một ngày xuyên suốt làm việc cũng như là đi cà phê cùng bạn bè của Tiên đã kết thúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này. Các bạn phải nhớ là like Tiên ở trên YouTube, subscribe channel của Tiên, follow Tiên ở Instagram, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye, love you.